Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Sông Hương được tái hiện với rất nhiều vẻ đẹp. Đầu tiên, đó là vẻ đẹp của một dòng sông xinh đẹp và đa cảm. Nó được tái hiện với hình ảnh sông Hương ở vùng thượng lưu. Sông Hương ở trong vùng thượng lưu có một đặc điểm và cấu trúc địa lý đặc biệt. Nó vô cùng phong phú với bóng cây đại ngàn, cành thác, vực sâu, dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Tất cả tạo lên một môi trường để thử thách, rèn luyện và hình thành tính cách tâm hồn của sông Hương. Lúc bấy giờ, sông Hương có đặc điểm thật nổi bật. Sông Hương nhìn từ cội nguồn là một dòng chảy có mối quan hệ sâu sắc với dãy Trường Sơn. Trong mối quan hệ này, sông Hương tựa như một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn, cuộn xoáy như những cơn lốc. Sông Hương hiện lên tựa một cô gái di gan, phóng khoáng và mang dại. Nhưng cũng chính rừng già nơi đây đã chế ngự sức mạnh bản năng của người con gái của mình để khi ra khỏi rừng già, sông Hương mang nét đẹp, dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa. Như vậy ta thấy sông Hương vùng thượng lưu mang vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt, hoang dại, bí ẩn, sâu thẳm, nhưng có những lúc thật dịu dàng và say đắm. Ngay từ trang viết đầu, người đọc đã cảm nhận được một sự tài hoa từ ngòi bút, với những liên tưởng rất kỳ thú, xác đáng, ngôn từ gợi cảm, tạo lên một sức cuốn hút hấp dẫn, làm cho con sông mang linh hồn và sự sống. Bên cạnh đấy, tác giả còn tái hiện sông Hương trong đoạn chảy về vùng đồng bằng và ngoại vi thành phố. Vùng này có đặc điểm địa lý là có sự chuyển tiếp từ vùng đồi núi sang vùng đồng bằng nên rất đa dạng về địa hình, có vực sâu, có đồi núi chuyển điệp, có thềm đất bãi và có khả năng tầm giữa mây trời và rừng thông. Vì vậy, dòng sông lúc này được ví như người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa một người tình mong đợi. Và người tình mong đợi ấy đến đánh thức hết vẻ đẹp của sông Hương bây giờ. Kiến thức địa lý đã giúp tác giả miêu tả tỉ mỉ sông Hương với những khúc quanh và lưu vực của nó. Đoạn văn đã thể hiện năng lực quan sát tinh tế và sự phong phú về ngôn ngữ. Điều này giúp nhà văn viết được những câu văn đầy màu sắc, tạo hình và ấn tượng. Sông Hương vẫn đi trong dư vang của Trường Sơn. Sắc nước trở lên xanh thẳm, nó trôi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách. Dòng sông mềm như tấm lụa với những chiếc thuyền xuôi ngược chỉ bé bằng con thoi. Rồi, giữa đám quần sơn lô nhô ấy là giấc ngủ nghìn thu kiêu hãnh của vua chúa được phong kín trong những rừng thông u tịch. Vận dụng kiến thức về văn hóa, văn học, tác giả đã tạo cho người đọc những ấn tượng về vẻ đẹp trầm mặc như triết lý, như cổ thi, gắn với những thành quách lăng tầm của vua chúa thời trước. Vẻ đẹp ấy được tác giả chọn tả bằng những câu văn dài như là ngân lên trong tâm hồn người đọc, tạo một dư âm, một ấn tượng không thể phai mờ trong trái tim người đọc. Đó là vẻ đẹp trầm mặc nhất của sông Hương, như triết lý, như cổ thi, kéo dài mãi đến lúc mặt nước phẳng lặng của nó gặp tiếng chuông chùa thiên mụ ngân từ bờ bên kia giữa những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà. Và đẹp nhất chính là sông Hương khi chảy về thành phố Huế. Huế là tổng thể của một đô thị cổ nằm suốt hai dọc bờ sông với nhiều biển bãi, nhiều cồn đảo và những nhánh sông Đào mang nước sông Hương tỏa đi khắp các đô thị. Chính vì thế, khi trở về với sông Hương, ta thấy là con sông ở đây đã có một vẻ đẹp khác hẳn. Nếu ở trên, người đọc cảm nhận phần nào tính cách vô cùng man dại, dịu dàng, trầm mặc của con sông, thì giờ đây sông Hương được khám phá, phát hiện ở sắc thái, tâm trạng. Sông Hương gặp thành phố như đến với điểm hẹn tình yêu, trẻ lên vui tươi và đặc biệt chậm rãi, êm dịu, mềm mại. Ngòi bút của tác giả đã thực sự thăng hoa khi vẽ lên những hình ảnh đầy ấn tượng, những cảm nhận tinh tế, những liên tưởng so sánh đẹp đẽ đến bất ngờ. Đó là những nét bút thật dịu dàng, tình tứ, đắm đuối,
Chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời, nhỏ nhắn như một vầng trăng non. Sông Hương bấy giờ uốn một cánh cung rất nhẹ sang Cồn Thến. Đường cong ấy làm cho dòng sông mềm hẳn đi, như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Nghìn ánh hoa đăng bồng bềnh làm dòng sông thêm lộng lẫy. Con sông ngập ngừng như có những vấn vương của một nỗi lòng không nỡ rời xa thành phố. Và qua thành phố, sông Hương trôi thật chậm, thật chậm. Cô hồ chỉ còn là một mặt hồ yên tĩnh mà thôi. Ở đây tác giả đã so sánh dòng sông Hương với rất nhiều con sông khác để thấy được điệu chảy chậm, thật êm ả của nó. Nó làm chúng ta chợt nhớ đến một câu thơ trong bài thơ Đây Thôn Vĩ Dã của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay, hay Tố Hữu cũng đã từng viết: Hương Giang ơi, dòng sông êm, qua tim ta vẫn ngày đêm tự tình. Sông Hương đã mang cái vẻ đẹp lững lờ êm đềm trầm lắng ấy, và nó càng làm rõ thêm được tâm tính của người xứ Huế, tâm tình của những con người nhẹ nhàng. Với cái điệu chảy lững lờ như lưu luyến vấn vương của dòng sông Hương, ta thấy một môi trường tuyệt vời cho những đêm ca Huế, những đêm hội hoa đăng, những thú vui đố thơ, thả thơ trên những con thuyền giữa dòng sông. Mặt nước yên tĩnh như không trôi đã nâng niu góp phần gìn giữ những sinh hoạt văn hóa cổ truyền của Huế, tạo nên vẻ đẹp thu hút và quyến rũ khách thập phương. Điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế ấy thật hợp tình hợp cảnh với những ngôi chùa, với những lăng tẩm uy nghi giữa chốn kinh thành xưa. Từ đấy kiến thức âm nhạc của tác giả được gợi dậy lại với những liên tưởng kỳ thú. Điệu chảy lững lờ của con sông khi quang ngang qua thành phố Huế, đấy là điệu slow tình cảm của Huế. Vì thế mà sông Hương trở thành người tài lũ đánh đàn lúc đêm khuya. Điệu nhạc dìu dặt đằm thắm của ca Huế chỉ có thể cảm nhận được trong cái không gian tĩnh lặng của mặt nước sông Hương về đêm. Phải rất hiểu sông Hương, tác giả mới cảm nhận thấm thía vẻ đẹp của con sông lúc đêm sâu. Đó là lúc mà âm nhạc cổ điển Huế được sinh thành. Khi đó, trong không khí trùng lại của dòng sông nước ấy, sông Hương trở thành một người tài nữ đánh đàn. Cả câu Kiều hay nhất của Nguyễn Du như miêu tả tiếng đàn của Kiều được sinh ra từ những ngày Nguyễn Du lênh đênh giữa quãng sông này với một phiến trăng sầu. Như vậy, sông Hương đã mang cho mình chất nhạc. Theo cảm nhận của tác giả, sông Hương không chỉ mang cho mình vẻ đẹp văn hóa, mà nó còn là môi trường sản sinh ra chuyện Kiều, niềm tự hào của văn hóa dân tộc. Tôi đã cảm nhận ra cái âm hưởng sâu thẳm của Huế trên mỗi trang chuyện Kiều. Thiên nhiên của mảnh đất kinh xưa đã để lại một cái bóng mông lung, nhưng rất dễ nhận ra trong thơ Nguyễn Du. Sông Hương trong cảm hứng của Hoàng Phổ Ngọc Tường không chỉ mang vẻ đẹp thơ mộng của một vùng văn hóa truyền thống. Nếu như Nguyễn Tuân đã tạo ra sông Đà với vẻ đẹp trữ tình và hung bạo nhằm mục đích tôn vinh con người lao động, Hoàng Cầm tạo ra trong thi ca một dáng nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ để nói về quê hương yêu dấu trong những ngày đau thương, thì Hoàng Phổ Ngọc Tường lại tạo cho thi ca một dòng sông văn hóa. Và rồi tác giả còn tái hiện được rõ cho chúng ta thấy tình cảm của sông Hương với Huế qua một chi tiết. Đó là chi tiết sông Hương đột ngột đổi dòng rẽ quạt sang hướng đông để gặp lại thành phố ở góc Bao Vinh. Dường như sông Hương không muốn rời xa thành phố, như thực nhớ một điều gì đó, nó đột ngột đổi dòng rẽ quạt sang hướng đông để gặp lại thành phố, rồi sau đấy thì nó mới đành lòng trôi đi ra biển. Đấy là nỗi vương vấn, cả một chút lẳng lơ kín đáo của tình yêu. Sông Hương trở lại để nói một lời trước khi về với biển cả. Tác giả liên hệ, lời thề ấy vang vọng khắp khu vực sông Hương thành giọng hò dân gian. Ấy là tấm lòng của người châu Hóa xưa mãi mãi chung tình với quê hương xứ sở. Ngay từ đầu bài tùy bút, Hoàng Phù Ngọc Tường đã có một cảm nhận rất độc đáo về sông Hương trong mối quan hệ với thành phố của nó. Đó là quan hệ của một cặp tình nhân lý tưởng trong truyện Kiều.
tìm kiếm và đuổi bắt, hào hoa và đam mê, thi ca và âm nhạc. Song Hương sau đó vẫn được nhà văn khẳng định là kiều, rất kiều, nghĩa là không chỉ xinh đẹp, tài hoa mà còn đa tình, say đắm. Từ góc nhìn mang đậm tính chất khám phá này, nhà văn đã hình dung ra cuộc hành trình của Song Hương là cuộc hành trình tìm kiếm người tình mong đợi, một cuộc hành trình gian truân, song không hề ngắn ngủi. Một cuộc hành trình có ý thức để đi đến nơi thành phố tương lai của nó. Trong cuộc hành trình ấy, Song Hương có lúc trầm mặc, có lúc dịu dàng, có lúc mãnh liệt, mạnh mẽ. Song nó chỉ thực sự vui tươi khi đến ngoại ô thành phố, chỉ yên tâm khi nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời. Gặp được thành phố người tình mong đợi rồi, con sông trở lên duyên dáng, ý nhị trong cái cách uốn một cánh cung thật nhẹ sang cồn hến. Cái đường cong như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Cũng như Kiều, khi gặp chàng Kim ở lễ hội đạp thanh, Song Hương qua Huế bỗng ngập ngừng như muốn đi, muốn ở. Để ánh hoa đăng trao nhẹ trên mặt nước như những vấn vương của một nỗi lòng. Và cũng như Kiều trong đêm tự tình với Kim Trọng, Song Hương đã rời khỏi kinh thành, lại đột ngột đổi dòng, rẽ ngoặt sang hướng đông tây để gặp lại thành phố một lần nữa. Cái khúc quanh bất ngờ ấy, trong cảm nhận đầy lãng mạn của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã trở thành nỗi vương vấn, thành chút lẳng lơ kín đáo của tình yêu, là hành động chí tình mà người con gái muốn làm để là gặp lại người tình. Nói lời thề chưa kịp nói, mà âm vang của lời thề ấy cho đến giờ vẫn ngân vang vọng trên mặt sông thành những câu hò. Còn non, còn nước, còn dài, còn về, còn nhớ. Cần hiểu đây, không đơn thuần chỉ là tưởng tượng lãng mạn của một tâm hồn nghệ sĩ vốn đã say những trang kiều, mà đây còn là cách nhìn của một trí thức với vốn hiểu thấu cả dòng sông và con người xứ sở của mình. Khi con sông được hiểu là mang trong nó linh hồn của con người, thì lời thề của dòng sông với thành phố chính là tâm hồn của người Châu Hóa xưa mãi mãi chung tình với cả quê hương xứ sở. Bên cạnh đấy, tác giả còn tái hiện vẻ đẹp của Song Hương thật đầm thắm, lắng sâu, kiên cường và mạnh mẽ. Đầu tiên, chúng ta thấy tác giả đã vẽ ra Song Hương gắn với cả lịch sử dân tộc. Không chỉ dịu dàng với một nét vẽ sơn thủy hữu tình, mà tác giả còn tái hiện đây là dòng sông anh hùng như bao dòng sông khác của quê hương Việt Nam. Sông mang trong mình bao điều bí ẩn của lịch sử. Nếu những trang miêu tả dòng chảy của dòng sông là những trang trữ tình nhất, thì những trang nói về lịch sử là những trang đáng tự hào nhất. Dòng sông tươi trẻ và quyến rũ, lung linh sắc màu trong những tháng ngày thanh bình, lại trở thành người anh hùng sát cánh cùng dân tộc đánh giặc. Cách nhìn và cách dùng từ của Hoàng Phủ Ngọc Tường ở đây đã làm bật lên sự vận động của hình tượng sông từ một con sông địa lý thành một con sông lịch sử, từ một người đẹp tài hoa trở thành người con gái kiên cường của đất nước. Song Hương không chỉ in dấu lịch sử, song hành cùng lịch sử, mà còn chứa đựng trong nó biết bao yếu tố lịch sử hào hùng, dữ dội và đớn đau. Chính vì thế tác giả mới nói Song Hương là dòng sông của thời gian, của sử viết giữa màu cỏ xanh biếc. Thời Đại Việt, Song Hương là điểm tựa bảo vệ biên thùy. Vào thế kỷ thứ 18, Song Hương vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân. Thế kỷ thứ 19, Song Hương sống với lịch sử bi tráng của dân tộc. Và đến với cách mạng tháng 8, Song Hương đã được thể hiện với bao nhiêu chiến công lớn. Cho đến khi nó chứng kiến cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968. Ở đây chúng ta thấy chỗ tinh tường của nhà văn là đã tìm thấy chất thơ trong sử để trưng cất thành sử thi như một vẻ đẹp riêng của Song Hương. Song Hương trong lịch sử và trong cảm nhận của nhà văn đã trở thành con sông của thời gian ngân vang, của sử viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Trong dòng chảy thời gian, Song Hương đã đi trọn vẹn cuộc sống và lịch sử của dân tộc, của đất nước. Chính diện mạo và chiều sâu của lịch sử dân tộc
đã in bóng xuống dòng sông, mang lại cho sông Hương vẻ đẹp, tầm vóc kỳ vĩ lớn lao, một ý nghĩa thiêng liêng và một tinh thần bất diệt. Không chỉ vậy, sông Hương còn có vẻ đẹp gắn với cả cuộc đời bình dị. Khi nghe lời mời gọi, nó đã hiến mình như một chiến công, để rồi khi nó về với cuộc sống bình thường, nó trở thành người con gái dịu dàng của đất nước. Để rồi qua cả màu sương khói trên sông Hương, nhà văn đã thấy cái sắc áo cưới màu điều lục của các cô dâu trẻ vẫn mặc. Như vậy, sông Hương đã phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của con người xứ Huế, ngay từ sắc áo của xứ Huế với vẻ đẹp vô cùng mơ mộng. Bên cạnh đấy, sông Hương còn có vẻ đẹp gắn với nghệ thuật và thơ ca. Chúng ta thấy, sông Hương trở thành một dòng sông của âm nhạc. Từ âm thanh của dòng sông đã hình thành lên những điệu hò dân gian và nền âm nhạc cổ điển Huế. Đại thi hào Nguyễn Du của chúng ta cũng từng có thời gian ở Huế, và những trang kiều ra đời có lẽ từ chính mảnh đất có truyền thống nhã nhạc cung đình này. Đồng thời, sông Hương còn là dòng sông của thi ca. Những vần thơ biếc xanh của Tản Đà về xứ Huế lấy cảm hứng từ chính sông Hương, một dòng sông trắng, lá cây xanh. Rồi, Cao Bá Quát cũng từng viết về sông Hương như một cái kích kiếm dựng giữa trời. Đến ngay cả Bảo Huyện Thanh Quan cũng đã dành cho sông Hương một nỗi quan hoài vạn cổ nữa. Như vậy, sông Hương chính là mối cảm hứng để cho các nhà thơ nhà văn sáng tác. Từ đấy chúng ta thử suy nghĩ câu hỏi, ai đã đặt tên cho dòng sông? Bài cứ kết thúc bằng cách lý giải cái tên của dòng sông, nhấn mạnh bằng một thuyền thoại mỹ lệ, mang đến cho tác phẩm sắc màu lãng mạn. Đó là chuyện về cư dân hai bên bờ sông nấu nước của trăm loài hoa đổ xuống dòng sông cho làn nước thơm tho mãi mãi. Huyền thoại về tên dòng sông đã nói lên khát vọng của con người ở đây muốn đem cái đẹp và tiếng thơm để xây đắp văn hóa lịch sử địa lý của quê hương mình. Việc đặt tên cho bài ký mà nó đem đến cho chúng ta một nhân đề lạ, thống nhất với phần kết thúc bằng và điều đó chẳng những lưu ý người đọc về vẻ đẹp của dòng sông mà còn gợi lên niềm biết ơn đối với những người đã khai phá miền đất lạ này. Kết thúc bài ký, nó để lại cho chúng ta một nỗi niềm bâng khuâng. Dòng sông ai đã đặt tên để người đi nhớ Huế không quên. Từ hình ảnh của sông Hương, chúng ta cũng thấy những nét đặc sắc trong văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nét đặc sắc cái đầu tiên chính là thể loại bút ký. Cũng giống như Nguyễn Tuân, tác giả rất thích bút ký. Bút ký đã ghi lại được hình ảnh những con người thực và sự việc thực mà nhà văn tìm hiểu, nghiên cứu cùng với những cảm nghĩ của tác giả nhằm thể hiện một tư tưởng nào đó. Sức hấp dẫn và thuyết phục của bút ký tùy thuộc vào tài năng, trình độ quan sát, nghiên cứu, khám phá, diễn đạt của tác giả. Và ở đây, rõ ràng là chúng ta thấy là tác giả đã rất thành công trong việc sử dụng thể loại bút ký và tùy bút này. Tùy bút của tác giả, bút ký của tác giả đã thể hiện được những nét đặc trưng như sau. Thứ nhất, nó thể hiện một tình yêu say đắm, lắng sâu, tự hào, tha thiết của tác giả với cả quê hương xứ sở. Thứ hai, nó thể hiện sự hiểu biết phong phú về kiến thức địa lý, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm của bản thân. Thứ ba, nó mang một văn phong tinh tế, hướng nội, tao nhã và tài hoa. Như vậy, và chúng ta khẳng định lại một lần nữa, tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông là một tác phẩm hay viết về sông Hương, mà đồng thời còn là một ký đặc sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Nó lấy cái chất đặc sắc chính là xúc cảm mãnh liệt, sự am hiểu và văn phong tài hoa hướng nội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy được ở đây tác giả đã miêu tả hình ảnh của con sông Hương. Con sông Hương ấy là một con sông gắn liền với cả xứ Huế. Nó không mang chỉ mang vẻ đẹp rất là đa tình lãng mạn, mà là còn vẻ đẹp văn hóa gắn bó với cả sự phát triển, gắn bó với cuộc sống của xứ Huế thân yêu.
Càng hiểu về sông Hương, chúng ta càng thêm yêu quý xứ Huế và càng khâm phục hơn tài năng sáng tác của tác giả. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả các em.